giỏi nữa rồi. Đấy mà là thương cháu à? Đấy là hại cháu thì có ấy. Anh xem thế nào, cho mẹ ở viện dưỡng lão đi. Con xin mẹ đây, mẹ đừng làm bọn con khó xử nữa. Đến giờ rồi, đến giờ. Khoan đã. Sáng sớm ra mẹ làm gì đấy? Mẹ ơi, mẹ làm cái gì đấy ạ? Mẹ có biết là cả đêm qua con đã thức trắng đêm để du tít ngủ mà nó không chịu ngủ không? Mai cháu nó mới ngủ được một tí, bây giờ mẹ làm ẩm hết lên thế này, làm sao mà con du lại ngủ được ạ? Nấu cháo cho tít. Cháu nó mới sinh, làm sao mà ăn cháo được ạ? Đây đây, mẹ vào đây. Mẹ ơi, mẹ đã không làm được gì thì mẹ ngồi yên cho con được không? Mẹ cứ điên điên dở dở thế này. Đây. Hoa cho tít này. Trời ơi, mày làm cái gì đấy hả? Mày đi đây. Mày làm cái gì đấy hả? Sao? Có chuyện gì mà ồn ào? Mày đi ra ngoài đi. Này, ra đây. Làm sao? Có chuyện gì mà em ồn ào vậy? Anh nhìn đây này. Mẹ cứ canh em đi ra ngoài là vào trêu con thôi. Mẹ anh ý không hiểu kiếm đâu ra một đống rác rưởi hoa giả ở đâu ném lên mặt con. Hôm qua ấy còn nhét cả bánh quy ở mồm con nữa. Hôm trước cắt cả rèm ra làm tã thằng Tít nữa. Em phát điên lên được, em không phải chịu nổi nữa rồi. Có biết không? Thôi, mẹ làm thế cũng là vì mẹ thương cháu chứ có làm sao đâu. Em phải thông cảm cho mẹ chứ. Đấy mà là thương cháu à? Đấy là hại cháu thì có ấy. Rồi rồi rồi, anh biết rồi. Để anh bảo mẹ xong được chưa? Mà anh Lâm này. Gì? Anh xem thế nào, cho mẹ ở viện dưỡng lão đi. Chứ thế này em không chịu được đâu. Bao giờ Tít ở lớn một tí thì đón bà về. Không được, bà nó còn khỏe mạnh như thế, còn con còn cháu nữa chứ, làm sao mà gửi bà vào viện dưỡng lão được? Tại sao lại không được hả? Bây giờ anh thử nghĩ mà xem, anh có nghỉ làm để trông mẹ được không? Hay là anh đi làm về rất là mệt mỏi rồi, anh còn phải trông mẹ nữa. Em ở nhà thì trông con bao nhiêu là việc, bây giờ mẹ cứ bày vẽ việc ra không có chê cháu như rồi. Thế rồi, để anh bảo mẹ, để anh tính cách được chưa? Nhưng mà tính lúc nào anh cũng phải tính, anh tính bao nhiêu lâu nay rồi, anh đã tính xong chưa hả? Bây giờ một là anh đưa mẹ ở viện dưỡng lão, còn hai là mẹ con em về ngoài. Anh đã bảo là được rồi, để anh tính được chưa? Mẹ, mẹ chưa ngủ à? Sao muộn thế này rồi mà mẹ chưa ngủ đi? Không ngủ được. Mẹ này, con có cái này cho mẹ đấy. Đây, đây là viên uống ngủ ngon GABA, giúp hỗ trợ an thần, giảm lo âu mệt mỏi, giúp mẹ có giấc ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn và không bị mệt mỏi khi ngủ dậy nữa. Mẹ hay bị mất ngủ, dùng viên ngủ ngon GABA này hiệu quả và an toàn lắm. Đây, mẹ cầm mà xem. Còn đây, đây là viên uống Gosamin, giúp bổ sung các chất nuôi dưỡng sụn khớp, giúp tái tạo lại sụn khớp, có tác dụng rất tốt với những người bị thoái hóa khớp, viêm đa khớp, tràn dịch khớp gối, thoái hóa đốt sống cổ lưng như mẹ đấy. Viên khớp Gosamin này con thấy các bà các bác hay dùng lắm. Đây, con mua về cho mẹ. Mẹ chỉ cần uống hai loại này thôi. Đây là hai loại của tập đoàn Kohino, rất là nổi tiếng và uy tín đấy mẹ. Thuốc tốt. Đây, để con lấy cho mẹ uống nhá. Mỗi ngày
mẹ phải uống 2 viên này nhá. Con lấy nước cho mẹ đây rồi. Uống rồi. Uống, mẹ uống đi. Còn phải uống Gosamin này nữa này. Cái này làm giảm triệu chứng của thoái hóa khớp, viêm khớp. Tốt lắm mẹ ạ. Uống nữa à? Uống nữa. Cái này là phải uống đầy đủ rồi nhá. Đây, uống 2 viên này nữa. Mẹ uống đi. Xong chưa? Mẹ nhớ uống đầy đủ nhá. Mẹ này, con có chuyện muốn nói nữa. Thực ra trong thời gian vừa qua, thú thực với mẹ, bọn con không có vấn đề gì với mẹ đâu. Nhưng mà con cũng phải nói, từ khi có cutis với mẹ, bọn con không có thời gian chăm sóc mẹ nhiều hơn. Mà cutis còn bé quá, bọn con không gửi vào nhà trẻ được. Mẹ này, hay là bọn con đưa mẹ đến viện dưỡng lão nhá. Không, không đi đâu. Ở nhà với cutis, với cutis cơ. Khi nào mà cutis lớn, bọn con sẽ đón mẹ về mà. Mẹ phải nghe con. Không. Mẹ cutis. Thực sự cutis còn quá bé mẹ ạ. Mẹ phải hiểu cho con, bọn con không có thời gian để mà chăm cả 2 người. Mẹ phải thương đi cháu mẹ chứ. Mẹ cứ điên điên dở dở như thế này, bọn con làm sao chăm được cả mẹ, cả cutis hả mẹ? Mẹ, con xin mẹ đi, mẹ nghe con một lần rồi thôi. Thực sự cutis còn quá bé, bọn con không thể có thời gian chăm sóc cho 2 người đâu. Mẹ, bọn con đâu có muốn thế đâu. Con xin mẹ đấy, mẹ đừng làm bọn con khó xử nữa. Mẹ như này bọn con mệt mỏi lắm. Con quyết định rồi đấy. Hôm sau bọn con sẽ đưa mẹ ra viện dưỡng lão. Mẹ chuẩn bị quần áo đi nhá. Nhưng mà em... Không sao đâu, cùng lắm ý, là vợ chồng mình thuê thêm giúp việc là được. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Cảm ơn em. Từ ngày mẹ uống viên ngủ ngon GABA và viên xương khớp Gosamin, chồng mẹ khỏe hẳn lên. Cứ như thế này á,
Cú Tít phải nhờ cả bà để chăm rồi. Khỏe. Khỏe. Nào, Cú Tít ra bà nội bế nhá. Bế Tít. Rồi. Nào, cả nhà cười tươi lên chụp tấm ảnh gia đình nào. Yêu kỳ diệu.